Chào các bạn đến với tạp chí ATV World Tour. Trong tuần này, tâm điểm là giải World Tour Roland Garros. Cùng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal. Và cuối cùng là các huấn luyện viên cùng tìm hiểu về yếu tố đã làm nên những bậc thầy về chiến thuật của ATP World Tour. Đến với Roland Garros 2018, nơi mà đương kim vô địch đồng thời là hạt giống số 1.